Hello, xin chào mọi người trở lại kênh YouTube của mình. Và đây là video đầu tiên trong cái series gọi là gặp gỡ người xem và tư vấn xem là những chai nước hoa mình đang có đây liệu có mùi hương nào phù hợp với hai khách mời của chúng ta ở đây không. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua hai khách mời ở đây nha. Đầu tiên đó là anh Trung, anh giới thiệu toàn chút đi. Ok, xin chào các bạn ở kênh của Kiên. Thì mình tên là Trung, năm nay 31 tuổi. Thì công việc hiện tại của mình là làm huấn luyện viên cá nhân. Đồng thời cũng nói chung mình công việc xoay quanh cái ngành fitness này. Nhưng mà do dịch Covid thì chủ yếu bây giờ đang làm việc ở nhà rồi. Đấy, ok. Và nhân tiếp theo thì là Huy. Ok. Chào mọi người, mình là Huy, mình là bạn của anh Trung. Mình xem 96, mình cũng làm cùng ngành với anh Trung. Và mình cũng kinh doanh phòng tập. Hiện tại mình đang quản lý ở phòng tập và private gym ở Hà Nội. Ok, đấy, nếu như anh em nào có cái nhu cầu về tập luyện này, về làm PT này thì có thể mình sẽ để link Facebook. Và anh Trung cũng có một cái gọi là kênh YouTube nhỏ để chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là những cái bài tập rất là bổ ích. Mà trước đây thì mình cũng đi tập ở chỗ anh Trung khá là nhiều. Đấy, thì hôm nay thì chúng ta đang có một cái phong cách chắc là thể thao, đúng không? Thể thao với lại khỏe mạnh, thanh niên, nam tính. Thì ở đây có hai độ tuổi, một độ tuổi là khoảng tầm 24-25 đấy, khoảng tầm đấy, và một độ tuổi tầm 30, cũng ngang ngang độ tuổi của mình. Thế nên là mình sẽ lựa chọn những cái mùi hương làm sao để có thể phù hợp nhất với cái độ tuổi cũng như là với công việc. Để vào nhau bắt đầu nhá. Trước khi vào video thì mình muốn hỏi một chút về anh Trung rồi, về cả hai anh em đi. Tại vì hai anh em nghĩ sao về việc là xịt nước hoa khi mà đi tập gym? Thôi để nói chơi. Ok, anh nói thôi. Phòng tập mà lâu hơn Huy. Thực ra cái việc xịt nước hoa ở phòng tập ấy, anh gặp cũng nhiều. Kể cả ở những phòng gọi là dạng cỏ ngày xưa, cách đây khoảng tầm 7-8 năm anh tập. Hay những phòng cao cấp một chút như kiểu là Cali hay Elite. Thì anh đều bắt gặp là có những người xịt nước hoa. Nhưng vấn đề xịt nước hoa đây nó phải là hợp hay không? Nghĩa là có những người người ta xịt cho mình cảm giác nó thoải mái, nhưng mà có những cái mùi anh nghĩ là nó sẽ không nên được phép xuất hiện ở phòng tập. Thí dụ à? Một số cái mùi nó khá nồng. Anh nghĩ là những cái mùi thiên về út, gỗ. Hoặc là cà phê. Cà phê giảm mạnh một chút. Các bạn những cái vani. Mùi đậm, vani, mùi đậm. Nhưng mà nhá, em thấy rằng là thường những cái vấn đề mà như anh nói ấy, thì xuất hiện chủ yếu là các chị em phụ nữ. Ô, chính xác, chuẩn. Đúng không? Đặc biệt là những cái phòng tập cao cấp mà các chị em phụ nữ kiểu đi làm về xong rồi, hoặc là những ngày cuối tuần tranh thủ đi xong rồi cũng kiểu xịt nước hoa. Thì em đi tập thì em thấy rằng là cái việc mà ngửi thấy mùi hương đấy ở chị em phụ nữ khá là nhiều. Thì đôi khi cái việc mà lựa chọn một chai nước hoa nó phù hợp với từng cái hoàn cảnh khác nhau, nó cũng mang tới những cái cảm xúc khác nhau. Thì ở đây thì em cũng chia sẻ hai cái mùi hương mà em sử dụng đi tập. Em muốn hai anh em cảm nhận. Thì một hương, một cái mùi nó sẽ có một cái xu hướng gọi là em nghĩ rằng là anh Trung sẽ thích. Anh Trung thì theo như mình biết là anh Trung thích những mùi sáng. Thực ra mình quen Kiên và qua hội nước hoa. Anh em quen nhau cũng phải tầm gần 3 năm nhá. Tầm đấy. Có một cái ảnh đi off được lâu lâu anh em ngồi. Anh em hay đi off đi thấy à. Thì cái số đầu tiên này, đầu tiên là định mời một mình thôi. Nhưng mà anh bảo thôi, ba người nói chuyện cho nó vui. Số đầu tiên không phải là Huy cũng là người xem kênh của em. Đấy. Đúng rồi, quan trọng như thế mà. Thì đây, em muốn cảm nhận xem là cái mùi hương này nếu mà đi tập nó có ok không. Đấy, kể cả những ngày nắng nóng nhá, mà mùa hè ví dụ ở cái phòng không có điều hòa thì liệu nó có gây khó chịu không? Bergamot 22 thì thực ra ngày xưa anh cũng có dùng để đi tập rồi. Với cảm nhận của anh là ok, nó không quá nồng, mà cái mùi citrus, cái mùi cam ấy, nó tươi, nó mát. Với cả có chia sẻ một chút là cái việc như công việc của anh là làm về fitness ấy, thì anh sẽ có hai cái khoảng thời gian, một là dành cho đi tập và hai là dành cho đi dạy khách. Đấy thì hiện tại là đang là nói câu chuyện đi tập thôi, tại vì em cũng đã chia những cái mùi để anh có thể gọi là ăn mặc nó thể thao một tí, mà cái này không bị kiểu chua chảy nước dãi như kiểu các loại cam. Đấy, nó rất là sạch, rất là sáng. Mà cảm giác nhá, em xịt con này đi tập em đi chạy nhá, thứ nó vẫn rất là dễ chịu, tầm 1 đến 2 shot thôi, không cần xịt nhiều. Mà con này thì ra cũng chỉ bán được 3-4 tiếng thôi, anh em mình chạy một tí thôi là cũng hết rồi. Anh nghĩ là xịt nước hoa nó sẽ có hai kiểu nhá. Chẳng hạn nếu mà mình thích một số cái mùi nó mạnh nó nặng ấy, thì có thể xịt trước khi tập khoảng tầm 2-3 tiếng. Chẳng hạn như anh có thói quen là sáng dậy, 8 giờ dậy đi làm hay là đi công việc gì đấy, khoảng tầm 10-11 giờ đi tập thì mình vẫn còn cái hương đấy, nhưng mà nó đã giảm đi cái độ nồng rồi. Thì anh nghĩ vẫn ok. Đó là một cái. Còn cái bergamot này
anh nghĩ là có thể xịt trước tập khoảng tầm 15 phút 2 phút ok kiểu đúng kiểu trước khi tập cái đến nơi cái là ok chuẩn. À, con này vận động thì nó tỏa xa đấy. Ôi ôi tỏa ok đấy, thường nóng lên rồi nó tỏa mạnh hơn nữa. Ở đây thì em có một con mùi nữa thì đi labo có lẽ là hơi sang để nếu anh em chỉ đi tập hơi sang thật. Thì em có một con ở đây là con After Game của Elganso. Thì con này em mới được gửi gần đây thôi thì nó cũng là một tông mùi khá là sáng và em nghĩ là có thể rất là phù hợp với phong cách đi tập. Mà có lẽ là những ngày nó mát rời hơn một tí đấy thì em muốn xem và cảm nhận với hai cái mùi hương này thì hai khách mời ở đây thì sẽ nghĩ sao về việc là xịt nước hoa để đi tập gym. Tại vì cái này thì cũng có rất là nhiều bạn kênh em hỏi là anh ơi xịt nước hoa gì để đi tập gym. Thì em bảo là tư vấn cho em Liabo thì em bảo anh sang quá, anh tư vấn cho em trai 5-6 củ tập gym thì chết. Cũng được, cũng có điều kiện thì cũng được. Gym cũng nhiều em sinh mà cũng đáng đầu tư đúng không? Đáng chứ, chú cứ nói. Cái này kiểu tinh dầu hơn là cái kia. Cảm giác nó nhẫn nhẫn, nó kiểu cái này có lẽ nếu mà nóng quá là sẽ hơi khó chịu. Anh cảm giác mùi hăng của tinh dầu kiểu một cái lá chanh hay là vỏ cam nó bóp ra. Nó có cái tinh dầu hăng, đúng không? Nhưng mà nếu như mà ngửi nó kiểu khỏe mạnh hẳn ấy, kiểu bùng nổ ấy, thì con này là một cái con này mình dám nó sáng hơn, nó hay hơn đúng kia. Mà đôi khi đi tập thì như thế nó lại hơi khó chịu một tí. Em thấy vấn đề là bây giờ có thể mùi này nó ngon hơn nhưng mà khi mà nó lên da mình ấy, bây giờ nó kết hợp với cái mùi mồ hôi lúc mà tập thì nó lại có gây khó chịu cho mình. À, em có thể nhẹ nhàng thì sẽ ok hơn. Nếu mà em chọn BM1 hay ok, nếu mà Huy thì Huy chọn BM1. Thế đại ca cũng chọn BM1 thì anh thích được tài chính thì phải nghĩ. Tại vì anh ấp đi tập nhá. Đi tập có khi phải mang theo mà xịt thêm ấy. Tập khoảng tầm nửa tiếng khi phải vào nhà vệ sinh. Rồi ok, thế thì với cái lựa chọn đầu tiên thì mọi người sẽ thích BM1 hay 2 hơn. Bây giờ thì đến việc đi làm. Mọi người đi làm thì thường hai anh em sẽ ăn mặc như nào? Nếu mà đi kiểu gọi là PT cho khách hoặc là đi kiểu gọi là ký những cái gọi là hợp đồng á thì kiểu mọi người sẽ ăn mặc như nào, mọi người kiểu sẽ thích những cái tông mùi nó như nào? Nếu mà anh em thể thao PT như vậy. Như anh nhá, như anh là anh làm PT ngày trước làm freelance thôi. Thế nên cái việc ký hợp đồng ấy thì mình thường là gặp tại cái phòng tập luôn, một. Mà cũng có nhiều anh em khác làm những cái phòng tập cao cấp nhiều Cali Elite thì họ sẽ ký ở một cái không gian nó một cái sảnh nó rộng. Thế nên cũng phải lựa chọn cái mùi làm sao cho cái không gian khác nhau, thường không gian bé, không gian to. Em nghĩ rằng là nó sẽ thiên về cái hướng là khách hàng nữa. Tại vì ví dụ ở những cái phòng cỏ ấy thì khách hàng là một cái phân khúc khác, còn những cái phòng cao cấp như Cali Elite thì người ta có thể là người ta cái tài chính người ta tốt. Thế là người, ví dụ có một cái mùi hương thì yên ai ông PT người ta sẽ mua ông xịt nước hoa thì ông sẽ ấn tượng hơn. Chắc chắn là mùi hương nó sẽ giúp đấy. Giúp mà ấn tượng hơn, nhớ hơn, dễ chốt nhiều hơn, anh nghĩ thế. Đặc biệt là Huy quản lý về phòng tập thì như chú thì chú sẽ kiểu có cái phong cách ăn mặc như nào, thường là sẽ sử dụng những cái mùi như nào để anh có thể lựa chọn những cái mùi anh tư vấn xem là có hợp lý không. Như em thì từ tay mặc khá là giống dân phòng bình thường thôi. Em mặc áo sơ mi này, quần nâu với cả giày tây nếu mà em không tập, với cả em không có tiếp khách kiểu ngồi tiếp như này. Tại vì em công việc chính của em bây giờ là quản lý các bạn PT và nếu mà có gặp đối tác thì em sẽ ra ngoài ký hợp đồng chứ em không làm việc trực tiếp với khách hàng phòng nữa. Nên em mặc lịch sự một chút. Đó, nên em sẽ thích những cái mùi nào mà nó hơi giả dạ và nó phù hợp với phong cách ăn mặc của em. Ok, thế thì chắc ở đây có hai phong cách khá là khác nhau. Chia sẻ thêm tí nữa là khách thì cũng có nhiều cái độ tuổi, xong rồi nhiều cái style, xong rồi là nhiều cái level khác nhau ấy. Thì gặp khách trẻ thì anh nghĩ sẽ có một kiểu khác, mà gặp khách người ta lớn tuổi chút thì sẽ nên có những mùi nó khác. Vậy em nghĩ rằng là kiểu khách thì thường cũng sẽ đa số sẽ nhìn xem là cái kiểu ăn mặc cũng như là về cái body của mình, chắc là cũng sẽ ít nhiều nhìn cái body để lựa chọn PT cho hợp lý. Anh nghĩ phải sạch sẽ, thơm tho. Cái đẹp thì có thể là cuối cùng nhưng mà phải sạch sẽ thơm tho đã. Ok. Thế thì bây giờ em có một con thì đúng với tên luôn là Odum Sport của nhà Chanel, nhưng mà đây là con Extreme. Thì muốn mọi người ngửi xem con này chắc là sẽ thể thao, gọi là đúng với cái phong cách của anh em đi làm công việc như kiểu PT. Từ cái nào đấy nhá. Anh em cứ thoải mái.
Ờ đúng rồi. Thôi thế, để ấy đi. Đó không phải cắt, để cho tự nhiên. Ok, thanks. Ôi, anh cảm giác xịt ra cái giấy này nó khác gì trên tay đúng không? Ừ, nó khác. Tại vì em muốn test trên giấy cho nó một cái, có một cái độ khách quan. Ừ. Còn trên da thì rất là hên xui, có những cái mùi lên da thì nó kiểu ngon vãi, có những mùi lên da thì nó tệ vãi. Em mời em xịt lên tay con này toàn là tiêu này. Thế á? Ờ, thì con này cũng có một cái nét ấy nhưng mà đa số là nó khá là sáng, đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là nó trông mùi khá là thể thao, khá là mát mẻ. Nếu mà anh chọn mùi này, anh sẽ chọn mùi tập, nhưng anh sẽ xịt trước tập khoảng tầm 1 tiếng. Ừ. Ờ, tại vì anh muốn nó giết bớt đi một chút, anh muốn thoang thoảng phóng phát thôi. Ừ. Con này đại ca có xịt để đi tư vấn không? Đi chốt. Anh có con Allure nhưng mà là bản thường, không phải bản Extreme này. À, bản thường như này, mình sẽ để hình ở đây. Đấy. Còn, ok, thế con Huy, Huy nghĩ sao về con này? Em thì thấy con này lúc mới xịt ra khá là sạch sẽ. Như kiểu là mình mới tắm xong bước vào tập. Không mà xịt một lúc rồi em thấy nó lên mùi tiêu. Nó hơi ngọt ngọt đậm đậm, hình như có đậu, đậu tối ca. Đó. Nên em thấy nó cũng khá là men. Và nếu mà để tập gym không thì em sẽ thích cái hương đầu hơn. Còn nếu mà kiểu xịt để cho mình, để cho khách thấy ấn tượng thì em nghĩ là phải để một lúc. Em cũng ngược anh. Không, nhưng anh nghĩ cái mùi này hợp với cả cái không gian phòng tập. Sao anh nghĩ thế? Đi không? Sao anh nghĩ thế? Anh cảm giác nó đủ cái lấn nước, nó đủ mạnh, nó đủ sáng, nó đủ mát. Em thì nghĩ là kiểu hình ảnh nó sẽ, là mình bước phòng tập là người ta biết mình xịt nước hoa. Cái này như chốt hợp đồng là tốt này. Nhưng mà có một sự lấn áp, gây thiện cảm, gây thiện cảm. Đúng không? Đấy, đúng không? Cái từ thiện cảm, tức là người ta không bị cảm thấy bị nồng quá hay là. Với lại nhá, có thể một phần nào đấy về cái thương hiệu này nó cũng khá là quen thuộc, nên là đôi khi khách cao cấp ấy, người ta cũng có thể xịt mùi này. Đúng không? Là khi mà người ta nhận thấy có người gọi là đồng với chung những cái gọi là những cái sở thích mùi hương chẳng hạn thì người ta cũng sẽ ok hơn về khoản xịt nước hoa như vậy. Bây giờ mùi thứ hai nhá, để cho anh em xịt đi làm. Thì con này thì em cũng rất là lăn tăn. Nhưng mà con này là một con này em đánh giá khá là hay để cho anh em xịt, gọi là đi làm ở trong môi trường gọi là phòng tập, các thứ. Con này mát đấy. Em chưa chưa ngửi giấy lại thấy mát rồi. Nó tỏa ra cái thấy mát rồi. Mát đấy. Ngửi rất hay. Con này mùi hơi mùi biển nhỉ? Có một chút gì đấy. Có chút gì biển đúng không? Con này nó làm ra cái vai gọi là mùi Giáng sinh, mùi những bông tuyết. Thì cái nốt biển đó là nốt nào đấy? Trong con này nó có một cái loài hoa. Đấy, một cái loài hoa. Nó trong, nó rất trong nhưng mà phải ngửi kỹ. Cái hương trong này nó len lỏi ở giữa những cái tầng khác. Nhưng mình phải ngửi kỹ một chút thì sẽ bắt được cái độ trong đấy. Đấy. Và anh bị ấn tượng cái độ trong, cái nốt trong đấy. Đấy, ví dụ như con này chẳng hạn, con này là sẽ kiểu gọi là gây được ấn tượng mạnh luôn, tại vì mùi nó khá đặc biệt. Tại vì em gửi khá là nhiều con của nhà Joe rồi, nhưng mà em không thấy con nào làm được ra cái vai kiểu như này. Còn con này là con limited, nghĩa là chỉ sản xuất vào Giáng sinh thôi. Anh thì gửi thêm một chút nó kiểu hơi hoa trắng, hoa cam ấy. Nó tí hoa xong rồi nó lạnh. Đúng rồi, cái từ lạnh này. Chuẩn, cái từ lạnh. Nó tạo cảm giác dễ chịu. Thế nên cái lạnh nó hơi tạo mình cảm giác ở một cái biển. Như anh là từ trong ấy, nước và lạnh. Ok đấy, anh thấy cái này hợp, nó hợp. Có hợp để đi làm không? Để đi ký kết không? Quá hợp luôn. Đấy, thế bây giờ chọn con nào? Trong hai con. Con này, với con đấy. Nếu mà sở thích của anh thì anh chọn con này. Huy. Nếu mà để kiểu nhưng không, đấy là theo kiểu phong cách ăn mặc của em đi. Đấy, thì em sẽ chọn con nào? Em nghĩ là con này em thích con này nhưng mà lại không buồn với nó không phải em mặc mà em đang hướng tới làm mà đó đấy. Em thấy con kia sẽ phù hợp em sẽ thấy con này phù hợp hơn đúng không? Em nghĩ là kiểu người sẽ thấy hài lòng với cả kiểu là nó cảm giác là luôn là rất là sạch sẽ và kiểu khách hàng sẽ thấy chỉnh chu thiện cảm với mình, chỉnh chu đúng không? Tại vì bình thường khi đi làm anh mặc như này luôn đấy. Khi ta đi chúng ta nhìn ở đây là thấy hai cái phong cách em mặc nó khác nhau rồi. Đấy, nó hai thế hệ khác nhau, anh đang cố trẻ lại, Huy đang cố cưa sừng, đang cưa sừng. Đấy, thế là ok nhá, thế là chúng ta có một cái mùi hương ở đây, hai cái lựa chọn khác nhau. Và bây giờ đến mùi thứ ba để anh em đi chơi. Ok. Đi chơi đi, thực ra đi chơi này thì em cũng tư vấn gọi là không đi chơi phải phân loại trước như này, bây giờ là Huy là chưa có người yêu.
chứ người yêu phải từ bán quả tốt thì còn lớn đúng rồi cả. Phải nhìn săn mồi ấy. Phải có cái độ săn mồi. Thôi anh cho Huy ngửi cà phê chứ là anh cái đến cái màn này rồi thì là anh khoe mùi chính. chứ cũng không phải gọi là ủa, chỉ một phát con này hạn chế chỉ đỏ trắng nhá. Ôi nó mùi cà phê à nó màu nâu luôn. Nâu luôn. Ôi chỉ một phát. Ủa mùi cà phê cực kỳ nồng, còn hơi khô khô. Con này mà em nào ngửi cảm giác kiểu về anh nó mát vãi kiểu anh cái lọ thì kia. Cà phê mà kiểu hơi kẹo kẹo, rất là dính. Thật không, đưa anh xem không? Có khi bọn mày cảm nhận lại khác. Phải để người có tuổi cảm nhận. Ok. phải để người già nhất ở đây cảm nhận. Khói khét. Cà phê. Lúc nãy anh đã từng anh ngửi ở cái đầu nắp này rồi. Và bây giờ sinh ra ấy, thì nó còn có độ khét, độ khói nhiều hơn. Cảm giác nó ấn tượng hơn. Anh chưa ngửi một cà phê nào mà nó độ khét này. Thật sự. Được. Màu khá tối, đi chơi tối được, mặc đồ tối được. Hẹn hò nhá, thứ hẹn hò. Như kiểu Huy đi xem phim nhá. Nhưng mà kinh nghiệm của anh nhá, là những cô gái ấy, thường phản ứng với cả những mùi cà phê hay là mùi thuốc lá ấy, nó hơi khác nhau. Okay. Nó thường không ở giữa mà nó ở hai thái cực. Một là cực ghét. Một là thích. Hai là ghét. Cực ghét luôn. Thế thôi. Thế nên trước khi mua chai này anh nghĩ phải qua nhà Kiên xịt thử. Không đi chơi xem nhà reaction nhá. Hỏi em thích cà phê không? Ừ. Đấy, em thích cà phê cái là hôm sau xịt được. Cái là đi xem phim là vào việc ngay. Vào việc được. Ok nghe được. Cái này được. Anh em đang con này em đang tư vấn cho Huy anh thức được. Em thì rất thích cà phê, em không uống được nhiều cà phê, em sẽ bị say. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà để ai thực sự thẩm được con này thì thứ nhất là họ phải thích cà phê. Chứ nếu mà không thích cà phê thì sẽ thấy con này nó khá là mụn mộc, khá là tối à. Nhưng mà em nghĩ là một ngày khá lạnh, con này em nghĩ là tỏa cũng không sai. Sẽ cần ngồi gần gũi à, phù hợp với là đây đấy. Đấy một đấy còn gì nữa, chứ ai đi hết là đi đâu cũng đâu luôn. Rồi rồi, bây giờ lúc ấy thì anh cũng gửi qua đầu vào cái này rồi. Ừ. Không được ba. Lúc nãy gửi qua đầu anh có kết rồi, anh có thiện cảm vào này rồi. Anh có thiện cảm rồi. Anh có thiện cảm. Em mới để đây thôi, cái anh đã gửi anh là có thiện cảm. Bây giờ anh gửi đi. Dễ tính. Nó cũng khác, ở trên bò đấy. Chua wow. Đấy. Chó hả? Sao đấy? Sộc đấy. Nghĩa là anh cũng gửi nhiều ấy. Sẽ có những cái mùi mình cảm giác mình thích được luôn. Thì là mùi này. Ok. Nó chua. Rẻ. Những cái mùi ở đầu vò lúc nãy nó không được cái vị chua này, nhưng thực sự nó chua. Nó như một cái cốc siro ấy. Mà siro không đặc lắm. Mà cảm giác em ngửi ấy, thì khi mà em ngửi cái này mình cảm giác là đúng cái mùi ô mai gừng. Chua ô mai gừng, ô mai gừng. Chua vãi luôn. Nó chua nhưng nó mà... chua ở cái cuống họng ấy. Nó mà nó có một cái độ ngọt đằng sau. Không, ô mai gừng không giống lắm. Anh thấy không giống cái ô mai... ô mai thì... đỏ đỏ mà xưa viên nhỏ nhỏ thôi. Ô mai tiết chuột. Người ta gọi là thế. Ô mai Thái. Rồi, ô mai Thái. Rồi. Được. Anh cho Huy ngửi xem. Anh chưa ngửi mùi vani nào mà nó sáng và nó chua như này. Anh sẽ mua nhà này. Xanh. Vani này không kiểu bị quánh ngọt ngọt quá ấy. Vani làm rất đặc biệt. Anh sẽ mua chai này. Cái này kể cả đi chơi hay đi tập, đi chốt tập đồng đều mà. Thực ra cái này con khá là dễ dùng. Anh nghĩ kể cả mùa hè hay mùa đông, kể cả sáng hay tối đều được. Nhưng mà nó hơi khó mua. Đấy là vấn đề. Đấy. Bây giờ thì nó bản mới rồi, nó không còn tem này nữa. Thì vấn đề anh có tiền thì có mua không? Anh có tiền thì anh tìm kiểu gì anh chả có. Ok, thế được rồi. Đấy. Thì bây giờ đấy là một cái mùi gọi là hai anh em đi chơi. Thì hai anh em chống sao về hai con. Một con gọi là vani, một con cà phê. Cho thì... Huy chọn trước đi. Huy chọn thì Huy sẽ chọn gì? Nếu một ngày lạnh, mưa như hôm nay, em nghĩ là con cà phê ngon hơn. Nhưng mà nếu mà để đình nói chung và kiểu tận dụng một cà phê chưa cần biết là có một bột hay không, ngồi với bạn thì nghĩ là em sẽ chọn con gọi là tại vì vani trong này sáng dễ gần, không bị gọi là sập vào mũi. Ok, với anh thì có gia đình rồi. Thường đi chơi thì bạn bè thôi. Cả bây giờ cái sở thích của anh là muốn những cái mùi nó thân thiện thì nó không kiểu hardcore. Thì anh chọn cái này. Ok, đúng chai này thì anh gửi thích ấy. Nhưng mà anh đang chưa biết là sẽ mặc bộ như thế nào để phù hợp với này. Tại đôi khi phong cách của anh nó không hợp với lắm. Thế con này lúc em thấy về em cũng rất là
đại khái là nó là cái xu hướng gọi là chơi mùi nhiều hơn là cái việc ứng dụng thực tế. Đúng không? Đấy, những con này là mình tự ngửi mình thấy thấy thích, nhưng mà nếu mà để ứng dụng ra ngoài, để mặc ra ngoài, thứ nhất là trang phục, thứ hai là cái thời điểm, em nghĩ là cũng khó hơn. Với lại không phải ai cũng thích mùi cà phê. Đúng rồi. Đấy, mà đôi khi một cái mùi cà phê nó lại quá là đơn giản, mọi người ngửi nhiều quá rồi. Đấy, mọi người không biết là trong nước hoa làm được cà phê nó khó. Nhưng mà đây cũng là hai con mà em rất là yêu thích, may là mọi người cũng thích con này. Thì coi như là hôm nay lựa chọn thì chắc là buổi hôm nay gọi là đạt. Gọi là thôi, gọi là đạt. Thì không biết là những bạn kênh của mình thì bạn thấy những cái chủ đề này như thế nào, liệu có ok không để mình có thể làm tiếp những cái số mới trong cái series này, và có những cái khách mời khác. Và mình cũng qua đây mình cũng muốn chia sẻ với các bạn thêm là những cái mùi hương để có thể theo cái phong cách gọi là sport một tí, thể thao với các thứ. Đây chúng ta có hai người, một người là PT, một người là quản lý phòng gym, thì cũng có những cái nhìn khá là khách quan. Đấy, thì anh em có muốn chia sẻ cái điều gì không? Nhắn nhủ không ạ? Nhắn nhủ thì các bạn kênh của Kiên á. Anh nghĩ là em mới có cái chế độ follow 30.000 thành viên. Các bạn xem kênh của Kiên thì nên like, chia sẻ nhiều hơn. Tại vì thực ra mình cũng có một cái kênh YouTube. Cái điều sướng nhất ở trường người làm YouTube ấy là nhận được comment, nhận được like. Đúng rồi. Và cái share, cái đấy là cổ vũ cực kỳ nhiều luôn. Đúng rồi. Tiền đôi khi nó không phải là quyết định đấy. Tại vì thực ra làm YouTube như anh em mình không kiếm được quá nhiều từ cái kênh này, nhưng mà nhận được sự ủng hộ của mọi người nó động lực rất là nhiều luôn. Em là một thằng chắc là làm cái này 2 năm rưỡi rồi, gần 3 năm rồi. Thì em trả lời tất cả comment của mọi người. Đấy là cái em rất là thích. Cái thời điểm chú bắt đầu làm ấy là anh đã quen, anh quen mày đúng không? Bắt đầu. Thì anh có hỏi là mày làm được gì? Bán nước hoa hay là định làm cái KOL hay nào? Anh chỉ nhớ mày bảo là em không biết, chỉ làm thôi. Đấy. Ok. Thì sau anh Trung thì cũng làm một kênh. Nên là kênh của anh Trung là một kênh khá là hay. Đó, mà anh em muốn tìm hiểu sâu hơn thì là có những cái bài tập mà nó đến bây giờ em vẫn tập, đó là những cái bài khởi động, bài gọi là những cái bước để khởi động ấy. Mình đến tập đến giờ mình vẫn khởi động vào những cái bước đấy rất là ok, thì các bạn có thể tham khảo kênh của anh Trung ở phía dưới. Tại kênh content của anh nó hơi chuyên môn nên hơi ít người xem. Đúng rồi, nó hơi chuyên môn, nó dành cho kiểu đây là PT của PT. Nó hơi người xem kiểu như vậy. Còn anh em nào hay là chị em nào có vô tình vẫn xem video ở đây thì hiện tại Huy vẫn đang ế. Vẫn đang ế, bị ế. Và đây là thêm một cái thông tin nữa, hiện tại đang làm quản lý của một phòng gym. Không phải bình thường nữa các bạn ạ, chủ của phòng gym luôn đấy. Bạn nào mà có nhu cầu thì mình sẽ để link Facebook của Vi ở phía dưới để mọi người có thể tham khảo. Và video thì hôm nay đến đây thôi, thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau nha. Bye bye. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.